đơn hàng nhiều món của bạn Huy Cường đến từ Kiên Giang. Đầu tiên là sổ 20 tờ giấy gấp origami Nhật Bản, số lượng 2. Tiếp theo là khăn trải bàn, tủ đựng đồ đa năng, túi đựng bút Capybara, ghim cài ba lô thú bông số lượng 3, hộp 6 cuộn washi tab số lượng 2, đồ cắm bút bằng mica tự lắp ráp, hộp Lomocard Blackpin 119 món, hộp 13 món sticker cắt sẵn và nhiều món khác nữa ha. Liam có món quà nhỏ gửi tặng cho bạn Huy Cường đến từ Kiên Giang nha. Liam tặng cho bạn túi đựng bút do Liam tự làm nè, và một số sticker cũng như là dây buộc tóc ha. Liam cảm ơn bạn Huy Cường đến từ Kiên Giang đã ủng hộ shop Liam một đơn nhiều món nha. Đặc biệt đơn này bạn đã thanh toán trước ha. Đơn hàng nhiều món của bạn Mỹ Miều đến từ Bình Dương. Đầu tiên là đất nặng loại 24 màu. Tiếp theo là hộp 30 tấm Lomocard PTS, set 70 sợi kẽm nhung, bình đô hoa, bông gòn nhồi sợi Washi số lượng 2, set 5 tấm sticker công hoàng đạo, bút 10 ngòi, set 8 tấm sticker gấu thỏ bét, set 3 cái nhẫn phong cách và nhiều món khác nữa ha. Liam có món quà là một chiếc túi đựng bút do lính Liam làm. Liam có quay hướng dẫn ở trên kênh Liam Channel các bạn. Liam cảm ơn bạn Mỹ Miều đến từ Bình Dương để ủng hộ shop Liam nha. Đơn hàng nhiều món của bạn Bảo Như đến từ Bình Dương. Đầu tiên là hộp 30 tấm Lomocard BTS. Tiếp theo là sổ lò xo A5 Sanrio, hộp 6 cuộn washi tab nhiều kích thước, sổ sticker lò xo 10 trang, da độc giấy cá gắn icon mini, set 20 sticker vuông, díp gấp sticker, sổ lò xo có phân trang, set giấy nốt còn 4 loại và nhiều món khác nữa ha. Liam có món quà nhỏ gửi tặng cho bạn Bảo Như. Đây là chiếc lọ cắm bút do Liam tự làm nè. Liam cảm ơn bạn Bảo Như đến từ Bình Dương đã ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn 165k cả ship. Đơn hàng 8 món của bạn Bích Ngọc đến từ Bình Dương. Đầu tiên là hộp Lomocard Blackpin 119 món. Tiếp theo là set 24 miếng sticker trong, sticker dài Sanrio số lượng 5 tấm, set 5 tấm sticker cung hoàng đạo, ly cắm bút tự lắp ráp, set 20 sticker vuông, cột tóc crunchy và cuối cùng là một cuộn washi tab cute. Liam có món quà là một chiếc túi đựng bút do Liam tự làm và một ít sticker tặng cho bạn Bích Ngọc ha. Liam cảm ơn bạn Bích Ngọc đến từ Bình Dương để ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn 100k cả ship. Đơn hàng 4 món của bạn Hoa Hoa đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Đầu tiên là túi đựng bài kiểm tra. Tiếp theo là set sticker marker Bobo Family 120 miếng. Giấy nốt thú có 4 kích cỡ 100 tờ. Và cuối cùng là quạt cầm tay. Liam cảm ơn bạn Hoa Hoa đến từ thành phố Hồ Chí Minh để ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn 66k cả ship. Đơn hàng 5 món của bạn Cát Như đến từ Quảng Ngãi. Đầu tiên là sticker shop. Tiếp theo là set 88 sticker gấu thỏ bét. Sticker Capybara 1 tấm chữ nhật. Cuộn 300 tem nhãn dán. Và cuối cùng là hộp nhựa 16 miếng sticker rời. Liam cảm ơn bạn Cát Như đến từ Quảng Ngãi để ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn 39k cả ship. Đơn hàng 2 món của bạn Minh Phượng đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Đầu tiên là túi bóng kính trong suốt dán miệng 100g. Tiếp theo là đắp nặng siêu nhẹ tự khô. Liam cảm ơn bạn Minh Phượng đến từ thành phố Hồ Chí Minh để ủng hộ shop Liam nha. Đơn của bạn đã thanh toán trước rồi ha. Đơn hàng 1 set 6 cây son cô gái hộp tròn của bạn Thùy Trang đến từ Hà Nam. Liam cảm ơn bạn Thùy Trang đến từ Hà Nam để ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn 69k cả ship. Đơn hàng 2 chiếc da rọc giấy cái ghế ngay kênh Capybara của bạn Đại Phước đến từ Đồng Nai. Liam cảm ơn bạn Đại Phước đến từ Đồng Nai đã ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn 29k cả ship. Đơn hàng 1 hộp Lomocard Blackpink 119 món của bạn Ngọc Mai đến từ Hà Nội. Liam cảm ơn bạn Ngọc Mai đến từ Hà Nội để ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn 46k cả ship.